Hello, kính chào quý vị, xin chào các anh em. Thưa quý vị, phân bổ vốn hoặc quản lý vốn hay quản lý danh mục đầu tư, quản lý các đồng coin, các token là một vấn đề sống còn với bất cứ một nhà đầu tư nào. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để quản lý danh mục đầu tư cũng như là quản lý các đồng coin, các token mà quý vị đã mua hoặc bán thông qua trang coingecko.com. Thì đây là một website chuyên thống kê về các coin, các token trên thị trường tài chính cryptocurrency. Quý vị ai chưa có tài khoản thì quý vị có thể đăng ký cho mình một tài khoản. Còn ở đây thì tôi đã đăng nhập rồi. Quý vị có thể chuyển sang cái chế độ màu tối, hoặc quý vị cũng có thể chuyển sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt, và quý vị cũng có thể chuyển sang Việt Nam đồng, hoặc quý vị để nguyên là USDT. Thì để quản lý danh mục đầu tư cũng như là quản lý những cái đồng coin, các token mà quý vị muốn theo dõi mà quý vị đã đầu tư, thì quý vị hãy chọn vào cái biểu tượng hình dấu sao. Rồi, thì ở đây quý vị sẽ thấy quý vị muốn thêm các đồng coin, các token mà quý vị yêu thích, thì quý vị chọn vào Add New Coin. Ở cái ô tìm kiếm, quý vị hãy nhập cái mã của cái đồng coin. Đó, ví dụ ở đây tôi muốn theo dõi cái đồng ADA chẳng hạn, tôi sẽ chọn ADA. Rồi, thì nó sẽ lên trong cái danh mục, trong cái danh sách ở phía dưới này. Và cứ như vậy, quý vị muốn thêm các đồng coin, các token nào, quý vị cũng chọn vào Add New Coin. Thì quý vị để ý ở đây, cái phần này nó chưa có gì đâu. Đó. Ok, thì đây là danh sách các đồng coin. Ví dụ tôi đã thêm vào cái danh mục mà tôi đã đầu tư. Rồi, quý vị để ý đến dấu cộng này. Quý vị hãy chọn vào thêm giao dịch. Ví dụ quý vị đã mua được cái đồng coin này ở cái mức giá bao nhiêu, thì quý vị hãy nhập vào cái ô thứ nhất. Đó. Ô thứ hai, quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị đã mua được. Thì cái ô thứ ba nó sẽ hiện tổng cái số tiền mà quý vị đã đầu tư vào cái đồng coin này ở cái mức giá này. Cái ô tiếp theo là cái thời gian mà quý vị đã mua, thời gian đã khớp lệnh. Cái phần ghi chú thì quý vị có thể ghi hoặc không ghi. Rồi, quý vị chọn vào Submit. Đó, thì quý vị sẽ thấy, ví dụ ở đây tôi vừa nhập vào đây thì nó sẽ hiện cái số lượng lên đây. Đó, và trên này cũng vậy, nó sẽ hiện cái số lượng mà quý vị đã đầu tư này. Đây là tổng số tiền đã đầu tư này. Còn đây là lời nỗ của lệnh. Đây cũng là lời nỗ thay đổi trong vòng 24 giờ. Rồi, và cũng cái đồng coin đó, quý vị cũng có thể thêm, chọn vào cái dấu cộng. Ví dụ quý vị mua ở một cái giá khác chẳng hạn, quý vị nhập cái giá mà quý vị đã mua được vào cái ô thứ nhất. Rồi, cái ô thứ hai quý vị cũng nhập cái số lượng. Thì cái ô thứ ba nó sẽ tự hiện tổng số tiền đã đầu tư. Và tương tự như vậy, cái thời gian mà quý vị đã mua được. Rồi, quý vị chọn Submit. Ok. Và cũng như vậy, tất cả các đồng coin, các token nào mà quý vị đã mua được, quý vị cũng làm y như vậy. Thì tất cả cái số tiền đầu tư nó sẽ hiện lên trên này. Ok chưa?
và lời lỗ của quý vị, tổng số tiền đầu tư nó sẽ ở đây. Và để xem cái danh mục đầu tư chi tiết của một cái token thì quý vị vào cái mũi tên này. Đó, thì ở đây nó sẽ hiện ra danh sách mà quý vị đã khớp lệnh, cũng như là cái thời gian giá vào lệnh. Và để xóa thì quý vị chọn vào cái biểu tượng xóa này. Chọn xóa. Để chỉnh sửa thì quý vị chọn vào cái biểu tượng hình cây bút để chỉnh sửa. Sửa xong quý vị chọn Submit. Ok, và cứ như vậy, quý vị có thể thêm bất cứ các đồng coin nào, bất cứ các token nào mà quý vị đã đầu tư vào. Thì đây là một cái cách để quý vị có thể quản lý vốn đầu tư, cũng như là quản lý danh mục đầu tư. Thì hy vọng qua video này, quý vị sẽ có một cái công cụ thật hữu ích để quản lý phân bổ vốn một cách hợp lý. Và tôi xin kết thúc video tại đây.